Chào mừng quý vị đã quay trở lại chuyên mục tin tức của kênh Phi Vlog. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Võ Hoàng Yến có động thái dằn mặt khi bị Thánh Carmen Dạo Hàm Hương nói dữ dằn khó lấy chồng. Đúng là không thể nhường được với Võ Hoàng Yến nha. Những ngày đầu năm mới 2021, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam vô cùng bất mãn với sự xuất hiện của một tài khoản không rõ danh tính mang tên Hàm Hương. Được biết Hàm Hương được gọi với cái tên là Thánh Carmen Dạo khi liên tục để lại những bình luận mang tính đánh giá, phán xét tiêu cực dưới các bài đăng của hàng loạt nghệ sĩ. Theo thông tin từ tài khoản này tự chia sẻ, Hàm Hương làm việc tại một công ty truyền thông và tự nhận nằm trong FC của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Tuy nhiên những thông tin này hoàn toàn không được ai xác thực. Nạn nhân mới nhất của Hàm Hương là siêu mẫu Võ Hoàng Yến khi Thánh Carmen Dạo đã đề nghị nàng hậu hiền lành dịu dàng lại vì chị Yến dữ dằn quá. Mặc dù rất thích chị nhưng mỗi lần Hương Hàm xem show thực tế có chị, thấy chị la hét mắng người này người kia, Hàm Hương em sợ và ám ảnh lắm luôn. Tất nhiên là với bản tính lầy lội thì Võ Hoàng Yến làm sao để yên cho Hàm Hương oanh tạc mà phải đáp trả lại chứ. Khi Thánh Carmen Dạo nói con gái dữ dằn quá khó lấy chồng thì Võ Hoàng Yến liền đăng ngay hình với bạn trai dằn mặt lại liền. Đúng là kẻ tàm nặng người nửa cân. Hàm Hương muốn gì thì chị Yến đây chiều tất. Đừng nhờn với chị nhà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.